Kính chào các bạn, ngày hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2020. Tôi xin gửi lời chào đến các bạn từ Berlin và chúng ta hãy cùng giao lưu với một cái bản tin khá đặc biệt vừa diễn ra ngày hôm nay mà tờ Thời báo.de cũng như ban biên tập đã có cái khảo sát và công bố trước đây ít phút. Vâng, đó là cái việc mà một cái người mà với nội dung thông tin mà tôi xin đưa sẻ là lửa đã cháy đến Ba Đình. Vì sao? Vì cái người mà phiên dịch cho ông Tô Lâm khi ông Tô Lâm sang Slovakia trước đó gặp ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia trước khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì đã bị bắt ngày hôm nay, đã bắt được cách đây ít ngày, và cái thông tin đó thì chúng tôi cũng vừa đưa. Thì với cái thông tin mà bị bắt giữ như thế này thì khả năng là trước kỳ đại hội đảng lần thứ 13 thì ông Tô Lâm sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm. Vì sao? Là khi mà chính phủ Slovakia đã ra lệnh bắt giữ, và trong cái số lượng người được bị bắt giữ đó thì có 4 người bị bắt tất cả, và kể cả trong đó có cả các quan chức của Bộ Nội vụ của Slovakia. Đấy. Đương nhiên cái việc mà khi bắt giữ đó thì họ phải có bằng chứng và họ sẽ tiếp tục điều tra vì sao bắt giữ. Nhưng cái thông tin đầu tiên mà chúng tôi biết được thì đấy là cái sự bắt giữ đó đã xảy ra. Và cái việc này khá nguy hiểm khi mà bắt giữ khẩn cấp cái người phiên dịch này. Và bởi vì là khi mà bắt như vậy thì rõ ràng là cái việc điều tra tiếp tới đây đối với ông Tô Lâm và những cái người khác sẽ tiếp tục được diễn ra, và có thể là có những cái manh mối mà sẽ được phát hiện. Và ngay trước kỳ đại hội đảng lần thứ 13 này, mà khi ông Tô Lâm thì theo như cái thông tin tiết lộ thì là đã có cái ghế là có thể làm chủ tịch nước, nhưng mà nếu bị bắt giữ như thế này thì không biết là cái ghế đó còn chắc với ông ấy hay không. Thì đây là hình ảnh mà xin chia sẻ với các bạn, đây là hình ảnh mà về cái cuộc chuyến thăm của ông Tô Lâm lúc đó gặp ông Kadinak, là cái người mà bị hiện nay ông cái người phiên dịch đó đã bị bắt, và chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm cái thông tin về việc đó. Và nếu phóng to ra thì các bạn thấy rất rõ là đây hình ông Tô Lâm. Cái sự việc này xảy ra ngay trước khi mà cái thời gian mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một thời gian ngắn thì đã xảy ra cái việc mà đến sang Slovakia. Đấy, đấy bên cạnh đây đó. Thế còn cái thông tin đó được đưa ra là từ đâu? Đó là từ nguồn thông tin của ngay truyền hình và các kênh truyền thông của Slovakia đăng tải đồng loạt rất nhiều. Đây là cái thông tin mà tôi xin chia sẻ với các bạn. Đây là hình ảnh mà tôi có chia sẻ trên trang Facebook của Thời báo, của công ty Com, của Lê Trung Khoa nữa, là cái vấn đề là đài truyền hình của Slovakia cũng như báo chí Slovakia đã đăng tải cái thông tin này. Đấy. Và cái người mà tiếp theo mà có khả năng cũng sẽ gặp rất nguy hiểm ở Slovakia đó chính là ông Lê Hồng Quang. Ông Lê Hồng Quang thì các bạn cũng đã biết đấy là một cái người cũng ở Slovakia, hiện nay đang theo thông tin được biết thì ông đang trốn chạy tại Việt Nam, ông Lê Hồng Quang. Và ông Lê Hồng Quang này khá nguy hiểm và khó quan trọng trong cái vụ bắt cóc của Trịnh Xuân Thanh, ở chỗ là khi cái vụ bắt cóc xảy ra ấy, thì chính ông Lê Hồng Quang này lại là cái người mà đã liên hệ với phía Slovakia để mượn máy bay để bắt cóc. Và đây là hình ảnh của ông Lê Hồng Quang. Đấy, ông Lê Hồng Quang này, cái ông ngồi góc đó thì bên cạnh ông ấy. Ông Lê Hồng Quang thì vốn là cái người mà cố vấn cho thủ tướng khi đó là Robert Fico. Đấy. Thì ông này hiện nay đang trốn ở Việt Nam, ông Lê Hồng Quang này. Đấy. Thì hiện nay cảnh sát của Slovakia và tôi nghĩ rằng nhiều nơi khác nữa cũng đang tiếp tục truy tìm cái thông tin của ông này. Ông ấy trốn ở đâu và ra làm sao? Thì phía Slovakia cũng như Đức và châu Âu chắc chắn đang quan tâm. Và sau cái vụ Trịnh Xuân Thanh xảy ra thì phía Đức cũng đã có cái tòa án mở phiên tòa xét xử rồi. Và 17 phiên tòa xét xử, nhưng rất tiếc là ở Việt Nam thì các bạn sẽ không được biết những phiên tòa đó, bởi vì toàn bộ báo chí của Việt Nam không hề đăng những cái thông tin đó, mà chỉ có Thời báo đăng liên tục, và rất nhiều báo chí quốc tế, báo chí BBC, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA hoặc là rất nhiều đài khác cũng có đăng đầy đủ. Đấy, nhưng ở Việt Nam thì họ chặn hoặc là họ không đăng. Mặc dù trong cái cuộc phiên tòa đó thì cũng có các phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam cũng có ngồi, và rất nhiều những cái người nhân viên sứ quán, rồi rất nhiều người Việt Nam ở Đức hoặc các nơi khác họ đến họ dự cũng có hết, nhưng mà trong nước không biết được điều đó. Đó. Thì đấy là cái rất nguy hiểm. Thế hiện nay là ông Lê Hồng Quang này đang ở đâu thì hiện nay cũng đang bị truy tìm, là ông Lê Hồng Quang độc này. Đấy. Thì nếu các bạn vào trang Thời báo.de và Facebook Thời báo.de sẽ thấy cái hình ảnh và những thông tin mà chúng tôi đăng tải về cái ông Lê Hồng Quang này. Thì theo như nguồn tin gần đây nhất mà chúng tôi biết được về ông Lê Hồng Quang ấy thì là ông Lê Hồng Quang vừa xuất hiện cách đây một thời gian tại cái hồ Đại Lải, nó có cái khu vui chơi giải trí ở đó cùng với một số người. Thì cái thông tin đó, những hình ảnh đó cũng đã được chia sẻ và Thời báo cũng đã đăng rồi. Còn đối với ông ta thì sự việc diễn ra đến đâu thì phía Slovakia vẫn đang tiếp tục điều tra tiếp. Cái sự việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thực ra thì nó chưa chìm xuồng. Và các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi vào đây, tôi sẽ trả lời. Bởi vì sao?
Nhiều người cứ nghĩ rằng nó chìm xuồng nhưng thực ra không phải. Vì phía Đức ý, thì họ điều tra, họ bao giờ họ dành rất nhiều thời gian để điều tra. Và khi điều tra đến đâu thì họ sẽ công bố đến đó. Chứ họ không làm theo cái hình thức là điều tra rồi công bố ngay.